Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn về một ứng dụng rất hay trong cái chương trình điện tử cơ bản, đó là về một cái linh kiện về quang trở. Như các bạn đã học trong cái phần bài lý thuyết thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về tác dụng của quang trở và ứng dụng của quang trở, mục đích để làm gì. Như vậy thì mình nói qua về một chút về quang trở. Quang trở nó là một cái linh kiện mà nó có khả năng thay đổi giá trị điện trở khi mà có cường độ ánh sáng tác động vào. Khi ánh sáng tác động vào càng lớn thì cái giá trị điện trở nó càng giảm. Và khi mà không có ánh sáng tác động vào thì giá trị điện trở của quang trở này sẽ giảm xuống. Đây, các bạn quan sát cho mình đo và chúng ta sẽ đi vào một ứng dụng cụ thể của quang trở như sau. Mình đo trên hai đầu của quang trở. Đây, tương ứng với trời sáng thì cái giá trị điện trở trên quang trở này đang là 5K. Vậy thì khi mình che cái tay vào bề mặt của quang trở thì lúc này cái giá trị điện trở của quang trở nó sẽ tăng lên là, ví dụ như ở trong trường hợp này là lên 60K, từ 5K lên 60K. Vậy thì ta sẽ đi vào ứng dụng cụ thể như sau. Ở trong cái sơ đồ mạch mà ứng dụng quang trở, ở đây chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mạch, đó là mạch cảm biến ánh sáng. Vậy thì trong mạch cảm biến ánh sáng này thì chính là sự kết hợp của cái linh kiện quang trở và bóng mắt dẫn để điều khiển cho một cái thiết bị, đó là dơ le, và dơ le để đóng ngắt cho bóng đèn. Thì mình sẽ giải thích sơ bộ cái nguyên lý làm việc của mạch điện cùng với cái tác dụng linh kiện trong cái sơ đồ mạch điện này như sau. Thứ nhất là chúng ta không thể thiếu, nó là linh kiện quang trở. Nó là linh kiện chủ đạo để thu nhận được cái ánh sáng khi mà nó hoạt động. Q1, Q2 ở đây là hai bóng mắt dẫn ngược. Q3 là bóng mắt dẫn thuận. Và trong trường hợp này Q1, Q2, Q3 đóng vai trò như là một công tắc điện tử. Ở đây chúng ta có thêm các linh kiện còn lại, đó là R1. R1 đây là chính là điện trở mà điều chỉnh độ nhạy. Khi mà các bạn muốn cái giá trị của nó, tức là khi các bạn muốn khi trời trời tối hẳn mà bóng đèn mới sáng thì chúng ta sẽ tăng cái giá trị điện trở R1 này lên. R2 sẽ đóng vai trò điện trở cấp nguồn cho Q1, cực C Q1, và đồng thời kết hợp với R3 đóng vai trò điện trở định thiên cho đèn Q2. Tương tự như vậy thì ta có là R4, đó là điện trở cấp nguồn cho cực C của Q2, và đồng thời cực C của đèn Q2. R5 nó là điện trở định thiên cho đèn Q3. Và ở đây ta có một con relay, ở đây mình đang sử dụng là tiếp điểm thường thường mở và một cái bóng đèn sợi đốt và giao tiếp với điện 220V. Vậy thì cái nguyên lý làm việc của mạch điện như sau, ở đây mình sẽ chia ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi mà có ánh sáng thì mạch điện sẽ hoạt động như thế nào? Khi mà trời sáng thì cái giá trị của quang trở này sẽ giảm xuống. Vậy thì khi mà giá trị điện trở giảm xuống thì dòng điện đi từ nguồn qua quang trở này đưa vào cực B của đèn Q1 này sẽ tăng lên. Và lúc này làm cho điện áp tại UBE của Q1 cũng cũng tăng lên. Q1 sẽ dẫn điện. Q1 dẫn điện thì dòng chảy CE lớn áp tại cực C của đèn Q1 này giảm xuống. Khi điện áp tại cực C của đèn Q1 giảm xuống mà cực C Q1 lại đổ qua điện trở R3 tác động vào cực B của đèn Q2, như vậy thì cực C Q1 giảm xuống thì điện áp tại cực B của Q2 cũng bị giảm theo, làm cho Q2 này khóa. Vậy thì khi Q2 khóa thì lúc này sẽ không có dòng điện đi từ C sang E và nguồn từ 9V đi qua chân E xuống chân C không thoát được xuống mát, làm cho Q3 này khóa. Vậy thì khi Q3 khóa không xuất hiện dòng điện đi qua cuộn dây và đi xuống mát, làm cho dơ le chúng ta đang ở trạng thái thường đóng vẫn là thường đóng, thường mở vẫn là thường mở, và nguồn cấp 220V đi qua tiếp điểm không đi qua được bóng đèn, làm cho bóng đèn này tắt. Đối với trường hợp thứ hai, đó là khi mà trời trời tối. Khi trời tối tức là không có ánh sáng tác động vào của quang trở này thì làm cho giá trị trên quang trở này sẽ tăng lên. Khi giá trị điện trở của quang trở tăng lên thì làm cho dòng điện đi qua quang trở này sẽ giảm xuống.
Vậy thì giảm xuống làm cho điện áp tại cực B của đèn Q1 giảm. Khi điện áp tại cực B của đèn Q1 giảm, có nghĩa là UBE của Q1 cũng giảm theo, bởi vì là UBE sẽ bằng UB trừ UE. Khi UB giảm, kéo theo UBE giảm, không xuất hiện dòng điện đi từ C sang E của đèn Q1. Vậy thì lúc này là làm cho điện áp tại cực C của đèn Q1 là tăng lên. Khi điện áp tại cực C đèn Q1 tăng lên mà cực C này đối với cực B của đèn Q2, vậy thì UC tăng lên đồng nghĩa UBE của Q2 cũng tăng theo, làm cho Q2 này dẫn. Khi Q2 dẫn thì dòng chảy CE lớn. Lúc này điện áp tại cực C của đèn Q2 giảm xuống và thỏa mãn điều kiện là UB của Q3 đang ở mức thấp, tức là mức không, đồng nghĩa lúc này Q3 sẽ dẫn. Q3 dẫn thì có dòng điện đi từ E sang B, qua C qua E và chạy xuống mát, làm cho Q3 dẫn thì xuất hiện dòng điện có chiều đi từ E sang C cấp vào cho cuộn dây của dơ le. Và lúc này cuộn dây dơ le sẽ sinh từ, làm cho khoa ca ta hút khoa ca từ chúng ta từ trạng thái thường mở thành trạng thái thường đóng. Vậy thì khi dơ le đóng thì nguồn cấp 220V được đi qua tiếp điểm và cấp điện vào trong bóng đèn, làm cho bóng đèn phải sáng lên. Đây là về sơ bộ phân tích về nguyên lý làm việc đối với mạch cảm biến sáng trong sơ đồ mạch điện. Thế đây bây giờ đây là chính là sơ đồ mà mình đã các bạn học sinh đã làm một cái mạch điện ứng dụng cụ thể nhỉ. Đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn 9V cho mạch. Ở đây mình đang sử dụng một cái đèn báo để báo có hiện tượng là có điện hay không. Tiếp tục là mình sẽ cấp cái nguồn điện bên ngoài vào cho và cho dơ le và tiếp điểm của dơ le để thực hiện quá trình đóng ngắt cho thiết bị phụ tải, đó là bóng đèn. Và các bạn sử dụng cái nguồn điện 9V để điều khiển. Đây, chúng ta cắm điện vào. Đó. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện quá trình đó là cắm điện nguồn điện lưới vào. Các bạn thấy quan sát là ở đây mình đang sử dụng hai tiếp điểm. Tiếp điểm đóng thì mình sẽ được đi qua quạt và tiếp điểm mở thì mình cho đi qua bóng đèn. Như vậy thì tương ứng với trời sáng thì ở đây là tiếp điểm đóng vẫn là đóng và tiếp điểm mở vẫn là mở, và lúc này quạt quay và đèn tắt. Như vậy tương ứng với trời sáng thì đèn tắt, còn trời tối thì sao? Các bạn quan sát cho mình như sau. Đó. Trời sáng thì quạt quay đèn tắt, nhưng trời tối thì đèn sáng quạt tắt. Đó. Các bạn quan sát. Đấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo điện từng điện áp một đối với ở trong sơ đồ mạch này điện như sau. Mình sẽ rút điện ra và sau đó mình sẽ đo cho bạn về các cái điện áp. Thì đầu tiên ứng với từng trường hợp mà khi trời sáng, thì khi trời sáng thì các bạn để ý cho mình là Q1 này, Q1, Q2 và Q3. Thì khi mà trời sáng thì các bạn biết là dòng điện đi qua quang trở tăng lên, lúc này điện áp mở UBE sẽ tăng theo. Đây bây giờ mình sẽ đo cho các bạn như sau này. Các bạn bật đồng hồ, bạn lăn về thang đo 2,5. Để đo điện áp mở UBE, các bạn đưa que đỏ vào cực B, que đen đưa vào cực E và các bạn quan sát kim đồng hồ. Lúc này kim đồng hồ ta đang hiển thị vị trí là 7, tức là 75, các bạn chia cho 100 bằng 0,75V. Như vậy thì lúc này là điện áp mở UBE bằng 0,75V. Vậy thì khi UBE bằng 0,75V, tức là Q1 đang dẫn điện, khi Q1 dẫn thì các bạn sẽ đo điện áp tại chân C, chân E nó sẽ xấp xỉ bằng 0V. Các bạn quan sát là các bạn đưa que đỏ vào chân C, que đen vào chân E thì các bạn thấy là điện áp lúc này nó xấp xỉ bằng 0V. Như vậy thì trong trường hợp lúc này là Q1 đang dẫn. Khi Q1 dẫn thì điện áp UCE bằng 0V rồi, thì đồng nghĩa là điện áp UBE của Q2 cũng bằng 0V. Đây, các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn cũng đưa que đỏ vào cực B và que đen đi vào cực E. Các bạn thấy quan sát lúc này UBE bằng 0V. Và khi UBE bằng 0V thì các bạn đo UCE của đèn Q2. Đó, thì các bạn bật đồng hồ, bạn đang phải thang đo 10. Lúc này chúng ta sẽ đo được trên 6V. Đó, các bạn quan sát lúc này là 6,8V. Đó, lúc này Q2 ở trạng thái là đang khóa. Và khi Q2 khóa thì các bạn đo tiếp cho mình cái điện áp tại chân E và chân B của đèn Q3. Thì khi Q2 khóa, đèn đồng nghĩa là UEB của đèn Q3 này cũng bằng 0. Đây, các bạn quan sát cho mình là chân E các bạn đưa vào que đỏ
chân B các bạn đưa vào quả đen, lúc này các bạn quan sát là điện áp lúc này bằng 0, được chưa? Và Q3 ở trạng thái là khóa. Khi Q3 khóa thì tất nhiên là các bạn đo điện áp tại chân C với mát, lúc này nó sẽ bằng gì ạ? Bằng 0V. Này, các bạn chân mát này, chân là chân E này. Và các bạn đo chân C này. Đây các bạn thấy ạ? Bằng 0V. Thấy chưa? Đây là trường hợp mà mình đã đo điện chúng ta, một cái trường hợp đó là khi mà có ánh sáng. Tương tự như vậy, cái trường hợp mà không có ánh sáng các bạn vẫn tương tự, nó là mình sẽ cấp điện vào. Sau đó mình sẽ đo cho các bạn như sau. Tương tự như vậy, mình đo điện áp ở UBE này. UBE lúc này nó bằng không hơn, tức là dưới 0,3V. Các bạn thấy không? Kim đồng hồ chúng ta chỉ nhích nhẹ một chút, tức là dưới 0,3V. Thì khi mà UBE dưới 0,3V thì đồng nghĩa là UCE của đèn Q1 này sẽ bằng gì ạ? Sẽ đang khóa thì UCE nó bằng là 3,5V. Vậy thì 3,5V đưa vào cực B của đèn Q2 thì các bạn thấy là UBE Q2 lúc này nó sẽ tăng lên là 0,7V. Đây các bạn quan sát, mình bật thang đo 2,5 cho các bạn dễ quan sát. 0,7V. Vậy thì 0,7V lúc này là Q2 là dẫn điện đúng không ạ? Khi Q2 dẫn điện thì đồng nghĩa là Q3 cũng sẽ dẫn điện, các bạn sẽ đo điện áp tại chân E và chân B Q3 nó bằng 0,7V. Thấy chưa? Đấy. Và lúc này là gì? Các bạn đo lại tại chân C với chân mát thì các bạn thấy lúc này là điện áp chúng ta sẽ thu được là xấp xỉ bằng 1. Các bạn thấy không? Lúc này nó điện áp chúng ta đo được là 4,8V và 4,8V cấp cho cuộn dây gele, làm cho gele hoạt động, và lúc này nó sẽ chuyển đổi tiếp điểm từ trạng thái thường mở thành thường đóng và thường đóng lại thành thường mở, cấp điện cho thiết bị phụ tải chúng ta. Đây là sơ đồ và thầy phân tích về nguyên lý làm việc, cách đo các mức điện áp đối với sơ đồ mạch điện trên. Rồi, chào các bạn.